Đây, chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc lần đầu tiên khiến tôi mất hình tượng về một idol bố đời của mình. Khóc xong rồi thì cất gọn Potter DK vào một góc, cùng tôi tìm hiểu xem anh ta là ai mà có thể một chém bay anh tôi như vậy. Chào mừng các bạn đã đến với những sự thật thú vị về Kamen Rider Blade. Kamen Rider Blade hay Kenzaki Kazuma đã biến thành một Choker Undead vì lạm dụng King Form, nhưng bằng một cách nào đó, Kenzaki lại không bị Choker Undead kiểm soát, mặc dù đây là tạo vật độc ác nhất của Monolith. Có thể lý do là Choker Undead này được hình thành bởi Kenzaki ban đầu là con người. Ở lần xuất hiện trở lại trong Kamen Rider Zio, khi Kenzaki Henshin thành Kamen Rider Blade có một chút khác biệt là phần nón đã chuyển thành màu vàng. Nhiều người đã thắc mắc rằng liệu có ẩn ý nào như việc Kenzaki đã có sức mạnh của Check Form ngay ở chính Ace Form hay không? Thì câu trả lời hoàn toàn là không. Lý do là bởi phần nhựa trong suốt trên nón của Blade theo thời gian đã bị đổi màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Và thực ra, lần sử dụng trong Kamen Rider Decay thì nón của Blade đã có dấu hiệu đổi màu rồi. Và ở lần xuất hiện trong Kamen Sentai Go Rider, ta thấy nó đã có sự thay đổi màu rõ rệt. Kamen Rider Garen và Kamen Rider Khalid là tâm điểm tranh cãi của người xem rằng ai mới là Second Rider. Một phần lý do mà nhiều người nghĩ Khalid là Second Rider là bởi trong cả hai phiên bản opening của series Kamen Rider Blade, nhân vật Hajime được xếp ngay sau nhân vật Kenzaki, điều mà trong hầu hết các phần opening của Kamen Rider là phải dành cho Second Rider. Tuy nhiên, cả Toei và Bandai đều đã xác nhận rằng Garen mới chính là Second Rider. Qua việc bán đồ chơi và các trò chơi điện tử, họ đã đặt Garen vào vị trí này. Ai xem phim đều biết câu Tachibana-san nó ám ảnh cỡ nào. Thì trong tựa game Gamba Rising có một trò đùa khi Kamen Rider Meteo gọi Emoto là Tachibana khiến cho Kamen Rider Garen bối rối. Kamen Rider Khalid là Kamen Rider duy nhất trong Blade không cần Row Absorber để sử dụng hình dạng nâng cấp, cũng như là Rider duy nhất không cần điểm AP để sử dụng Row Card. Hajime là một Rider độc nhất bởi tất cả hình dạng của anh ta đều là hình dạng của những con quái vật trong phim. Hình dạng Kamen Rider Khalid là mô phỏng của một Mantis Undead tên là Khalid. Hình dạng con người của anh ta được lấy từ hình dạng của Human Undead. Choker là hình dạng thật của anh ta, do đó Hajime là một Kamen Rider đầu tiên có nguồn gốc là một con quái vật. Lưu ý rằng tất cả các Ophanok trong Kamen Rider Fight đều từng là con người tiến hóa thành quái vật. Ngay cả trước khi tập ra mắt chính thức trong series, nhân vật Mitsuki đã xuất hiện trong phân cảnh opening ngay từ tập đầu tiên. Khi Mitsuki đánh cắp các lá râu cải của Hajime, ta không được thấy anh ta đã dùng Lingo Roger để kích hoạt sức mạnh của chúng. Thay vào đó, anh ta tự kích hoạt bằng mồm. Spinning Dust. Điều này có thể là do phiên bản đồ chơi của Lingo Roger không đọc được các lá bài từ bộ bài của Khalid, không các cháu lại bảo đồ chơi sao không được như phim. Amane đã xuất hiện khi là một đứa trẻ 9 tuổi. Là thiếu niên 14 tuổi. Và người lớn trong các phần phim khác nhau. Diễn viên Hikari Kajikawa đã thủ vai Amane khi còn nhỏ trong series Kamen Rider Blade và khi đã trưởng thành trong Kamen Rider Zio. Còn bởi movie Missing A lấy bối cảnh 4 năm sau trong TV series nên lúc này Amane phải trong độ tuổi thiếu niên nên vai diễn này đã được Miku Ishida đảm nhận. Trong quá khứ, Human Undead là người chiến thắng cuối cùng, cho phép loài người thống trị trên các dạng sống khác kể từ đó. Nhưng mà dù chưa bao giờ được hoàn toàn xác nhận, có nhiều ngụ ý rằng lý do mà Undead giết con người là để chọc tức Human Undead về chiến thắng của anh ta. Bởi việc này chả liên quan hay ảnh hưởng gì đến mục tiêu giành chiến thắng trong Battle Fight của chúng. Trong xuyên suốt movie, nguồn gốc của Junichi Shimura hay Abino Choker vẫn chưa được giải thích, cũng như bất kỳ mối liên hệ với vai trò của anh ta trong Battle Fight là như thế nào. Ngoài việc Abino Choker có hình dạng cơ thể ngược lại với hình dạng Choker của Hajime, màu sắc của hai Choker này chính là âm bản của nhau, nên nếu ta chỉnh âm bản màu của một Choker sẽ ra màu sắc của Choker còn lại. Thông thường trong bộ bài sẽ có hai lá Choker, một Choker đỏ và một Choker đen. Trong trường hợp này, Hajime sẽ đại diện cho chất bích và chất tép là Choker đen, trong khi Junichi sẽ đại diện cho chất rô và chất cơ của Choker đỏ, vì Choker đỏ thường có thứ hạng cao hơn Choker đen. Điều này sẽ phù hợp với việc Junichi là Undead mạnh nhất. Trong series gốc của Kamen Rider Blade, cơ chế Turn Up của Blade và Garen yêu cầu người dùng phải chạy qua tấm chiếu và chỉ duy nhất cơ chế Open Up của Kamen Rider Lingo là tấm chiếu sẽ di chuyển lại để hoàn tất Henshin. Nhưng ở thế giới AR của Blade, trong Kamen Rider Decay thì không có sự khác biệt nào giữa Turn Up và Open Up, tất cả tấm chiếu đều di chuyển lại người sử dụng. Trong Decay cũng xuất hiện Kenzaki Kazuma, tuy chưa rõ là OR hay AR, nhưng cũng đủ để chứng minh cho Decay thấy rằng ở đây ai mới là bố. Tao là bố của chúng mày là con tao. Khác với Kenzaki xuất hiện trong TV series, thì Kenzaki này có thể Henshin thành King Form mà không cần trung gian qua Ace Form hay phải cần đến Row Absorber. Trong Kamen Rider Zio, khi quốc trắng đe dọa về ngày tận thế,
đã chiếu lại cảnh Monolith triệu hồi ra rất nhiều Dark Crouchy trong series gốc của Blade. Nhưng trên thực tế, Monolith xuất hiện trong Zio lại chứa rất nhiều Joker Undead ở bên trong để chuẩn bị bắt đầu lại Battle Fight. Một con Joker trong Blade đã đủ mệt rồi, đám Joker này mà được thả ra chắc nghỉ việc luôn. Trước khi Kamen Rider Blade được lên sóng, có một cảnh quay là Kenzaki đã gặp Rider tiền nhiệm của mình là Inui Takumi hay Kamen Rider Fight. Khi đó, Takumi đã đưa một cây gậy màu đỏ, ngụ ý rằng Kenzaki sẽ tiếp sức mình trở thành series Kamen Rider kế tiếp trước khi cả hai cùng nhau biến hình. Cảnh này chỉ được nhìn thấy bởi một số thành viên của nhóm sản xuất và không được công bố ở bất kỳ nơi nào đến khi bức ảnh trên xuất hiện trên một cuốn tạp chí. Trùng hợp thay, khái niệm chuyển giao giữa hai series liền nhau sẽ trở thành truyền thống của Super Sentai và bắt đầu từ Dekaranger trở đi. Dekaranger có trùng năm với Kamen Rider Blade nên có lẽ vì một lý do nào đó, bên tổ sản xuất quyết định đẩy khái niệm chuyển giao này sang bên Super Sentai. Trong tập 6, khi Kenzaki dọa sẽ tiết lộ với Amane rằng Hajime là một Rider, anh ta đã cảnh báo với Kenzaki. Phân cảnh này đã nổi tiếng và được lan truyền rộng rãi do biểu cảm trợn mắt hài hước của anh ấy và sẽ không còn gì để nói. Nếu như mà cái ông thiết kế các Another Rider trong Kamen Rider Zio đã bê nguyên cái biểu cảm mặt này lên thiết kế khuôn mặt của Another Blade. Rất là thú vị đúng không nào? Nếu thích video này đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì Hajime.